tìm tư môn thi ngâm khi quân dữ nôm đức chúa Giêsu cho ăn nát là họ cha vợ cai pha làm thầy cả du dêu mà đứng chúa Giêsu chịu nhiều sự khó trong nhà ấy đoàn mới nộp cho cai phá nghi bây giờ có một người các quan xỏ tay vào hồ bao sắt mà hàng và ngang mắt đức chúa Giêsu trước mắt tiên hạng tay cả du dêu nghe tay đức chúa Giêsu xưng mình là con đức chúa trời thì mắng rằng ấy mày đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy con tìm chứng nào làm chi nữa mà chẳng diễn đi cho rồi thì đêm ấy quân dữ bắn trôi cánh tay đức chúa Giêsu vào hồ cột đá mà lấy khăn che mắt đoàn mới nhổ cùng giật tóc và râu đức chúa Giêsu lại lấy roi cùng bên dưới hai đi đánh ngang mắt lại và tàu đêm 400 lần thì đêm ấy có
kẻ hỏi ông thánh Phêrô rằng mày phải đây tớ Giêsu chăng? Ông thánh Phêrô liền sợ mà chối ba lần rằng: mình chẳng biết người ấy là ai, Đức Chúa Giêsu tướng ma giờ mặt ra xem ông thánh Phêrô. Bây giờ người ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài thì khóc lóc chẳng có khi đừng, chọn đời thì đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền khóc lóc ý. Thì khi ngắm bấy nhiều sự thì nguyện một kinh lấy cha một kinh kinh mừng nhị thương Đức Chúa Giêsu chịu thương khó vì chúng tôi. Xin cho chúng tôi mạnh sức mà xương đạo Đức Chúa Giêsu ra, kéo ngày nào trôi chăng Amen.